Welcome to Phát âm hay. I am Yim, your host of the podcast series How to Master American Pronunciation in 60 Days. As you may know, English pronunciation is incredibly important if you want to be understood and avoid miscommunications. So in this podcast, I'll bring you various lessons about pronunciation, intonation, and liaison, share my learning experience, and help you stay motivated through your English learning journey. Chào mừng các bạn đến với Phát âm hay. Mình là Diễm, người sẽ dẫn dắt các bạn trong suốt podcast học giỏi phát âm giọng Mỹ trong 60 ngày. Phát âm tiếng Anh cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn được người khác hiểu mình và tránh bị hiểu nhầm trong giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, trong podcast này, mình sẽ mang đến cho các bạn nhiều bài học khác nhau về phát âm, ngữ điệu và nối âm. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm học tập, mình cũng sẽ giúp cho các bạn duy trì động lực trong suốt hành trình chinh phục tiếng Anh. Alright, it's time for how to master American pronunciation in 60 days. Let's get started! Mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện của riêng mình khi mình làm ở công ty và nó sẽ liên quan đến việc là tại sao chúng ta phải học phát âm. Sau đó mình sẽ nói về ba phương pháp mà các bạn có thể áp dụng khi mình học phát âm. Mình đã làm bằng tiếng Anh ở đợt trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nên làm bằng tiếng Việt để các bạn có thể theo dõi dễ dàng hơn cũng như là áp dụng dễ dàng hơn. Mình sẽ bắt đầu kể chuyện của mình nhé. Trước khi mình dành toàn thời gian cho phát âm hay là trung tâm chuyên về dạy phát âm và ngữ điệu theo giọng Mỹ, thì mình đã từng làm tại công ty Castrol BP, là công ty chuyên về dầu nhớt và rất là nổi tiếng trên toàn cầu. Mình làm vị trí là quản lý khách hàng chiến lược. Và khách hàng của mình là những nhà sản xuất xe máy và xe ô tô, ví dụ như là Toyota, Honda, Ford, Audi, những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, thì mình sẽ cung cấp dầu nhớt cho những thương hiệu đó tại các đại lý cũng như là vào thẳng trong nhà máy. Có chuyện xảy ra vào một buổi sáng mùa hè nóng nực, mình thăm khách hàng ở quận 7 để bàn về một vấn đề mới vừa nảy sinh liên quan đến việc phân phối dầu nhớt. Đầu tiên thì mình gặp anh giám đốc dịch vụ. Thì anh này ảnh nói chuyện với mình một giọng nói rất là bị tấn công á. Mình cảm giác mình bị tấn công và một cái giọng nói nó rất là khó ưa, rất là khó chịu. Và sau khi nói chuyện với mình xong thì anh nói là thôi được rồi, bây giờ em nói chuyện với sếp anh đi. Sau đó thì anh ấy mới chuyển mình sang nói chuyện xong sếp của anh. Và mình cảm thấy là ok, được rồi, mình sẽ giải quyết vấn đề này, ok thôi. Trong khi chờ thì ở xa xa mình thấy là có một người anh ảnh đi bước vào trong phòng họp và theo sau đó là một cô thư ký rất là xinh đẹp. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là mình cảm thấy anh này đi theo một cái phong cách giống như thể là anh ta hơn hẳn những người xung quanh, kiểu như mình quý tộc hơn hay là mình giỏi hơn hay là một cái vị thế cao hơn với những người xung quanh. Và anh giám đốc dịch vụ mình vừa nói chuyện đến, lúc nói chuyện với mình thì giọng rất là hùng hồn, rất là mãnh liệt, đúng không? Nhưng mà khi nói chuyện với lại cái bác người anh đó thì kiểu rụt rè nhút nhát kiểu gì á. Và bởi vì cái thái độ như vậy cho nên mình thấy cái bác người anh đó có một cái cách nhìn, có một cái sự thiếu tôn trọng và một cái cách nhìn rất là khó, rất là không ưa gì đối với người Việt của mình. Và mình thấy là không hiểu là bác này sao mà mình cảm thấy không được thoải mái lắm. Thì khi mới bước vào trong phòng họp, mình thấy bác này ngồi trên ghế, vòng tay lại như này nè, và hỏi nè: thế bây giờ cô làm gì vậy đây? What are you going to do here? Bác đó hỏi như vậy. Mình thấy là có vẻ bác này cũng khó tính phết đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ nói bằng tiếng Anh một cách rất tự tin và một giọng nói to. Thế là mình bắt đầu bài thuyết trình của mình. Mình nói về việc kinh doanh hiện tại, những vấn đề có liên quan và cách giải quyết ở trong tương lai. Sau bài thuyết trình của mình thì bác bắt đầu thả lỏng người hơn và bác bắt đầu cười. Sau đó thì cả hai cùng đi đến quyết định là mình sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào trong tương lai và giống như cái cách làm việc trong tương lai. Nhưng mà trước khi bye bye đi về đó thì bác có nói với mình là to have a very good pronunciation and intonation in English, it's very easy to understand, I'm impressed. Thì bác mới nói là sao phát âm của bạn tốt quá hả? Tôi có thể nghe được hết đó và tôi cũng rất là ấn tượng. Vậy thì bài học rút ra ở đây là gì? Là nếu như chúng ta nói tiếng Anh lưu loát, có một chút xíu accent của người Việt hoặc là không có accent thì càng tốt, thì điều này sẽ làm cho người bản xứ đối xử chúng ta tốt hơn một cách rất là vô thức. Và điều này mình thấy cũng rất là nhiều trong những trường hợp mà mình đi nói chuyện với người nước ngoài. Như các bạn cũng biết là mình là quản lý khách hàng chiến lược tại công ty, tại một cái thời điểm mà tuổi của mình vẫn còn là rất là trẻ. Mình nghĩ một trong những lý do mình được chọn đó là bởi vì
Đối với vị trí này thì phải làm với công ty nước ngoài và những khách hàng làm việc là những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên một trong những cái kỹ năng rất là cần thiết đó chính là kỹ năng quản trị cũng như là khả năng sử dụng tiếng Anh tốt và lưu loát. Cho nên mình nghĩ là đó là một cái điểm thế mạnh của mình, rằng là mình tiếng Anh mình tốt thì mình được chọn một vị trí này. Và bởi vì các bạn là sinh viên và các bạn cũng có rất là nhiều thời gian thì các bạn hãy dành thời gian để đi học phát âm và giỏi phát âm tiếng Anh đi. Một khi mà bạn đã nói hay rồi, bạn cất giọng lên thì bạn sẽ thấy được là ô, mình được mọi người khác tôn trọng và được ghi nhận, và cũng như là mình đạt được nhiều cái sự ưu ái hơn trong khi làm việc ở công sở. Như vậy thì câu hỏi tiếp theo là làm sao để chúng ta có thể có một giọng phát âm hay? Mình sẽ cho các bạn 3 phương pháp. Điều thứ nhất các bạn cần phải làm đó chính là các bạn phải hiệp giỏi IPA, phải rất là rành rõ IPA. IPA tức là bản phiên âm tiếng Anh. Và đây là một cái dụng cụ rất là tuyệt vời, bởi vì nó thể hiện từng âm trong tiếng Anh. Đối với tiếng Anh thì có 40 âm, tiếng Anh Mỹ có 44 âm, thì tùy thôi, bạn muốn học tiếng nào cũng được, nhưng mà nhất thiết phải học về IPA. Và khi học IPA thì các bạn phải học luôn cả là cách mà môi răng lưỡi miệng của mình nó di chuyển như thế nào khi mà mình phát âm từng âm. Vì mình có chữ foot và chữ food. Chữ foot có âm u thì mình chỉ hơi chu nhẹ thôi, foot. Hay là food thì miệng phải chu dài ra, u, food, food. Rồi, và mình tin chắc là các bạn đã nắm được tầm quan trọng của IPA cũng như là phải học được IPA ngay và luôn đấy nha. Phương pháp thứ hai chính là mình sẽ luyện câu, luyện một câu thôi, nhưng mà phải luyện đến khi nào bạn cảm thấy nó rất là hoàn hảo và bạn cảm thấy hài lòng với nó. Mình có thể lấy bất cứ một cái câu nào ở trên mạng, miễn sao nó có câu, có chữ và nó có audio để mình lắng nghe. Khi luyện như vậy thì hãy đảm bảo là bạn có người sửa cho bạn. Đó có thể là giáo viên tiếng Anh, có thể là bạn của bạn, có thể là người thân của bạn, một người nào đó giỏi về phát âm hay rành tiếng Anh để có thể sửa phát âm cho bạn. Đây là một ví dụ của một bạn nước ngoài đọc câu sau. I am thinking of 3,333 things. Ban đầu thì bạn có thể luyện chậm chậm thôi. I am thinking of 3,333 things. Sau đó mình tăng tốc dần dần. I'm thinking of 3,333 things. Sau đó thì mình đọc với tốc độ bình thường hoặc là nhanh hơn một chút cũng được. I'm thinking of 3,333 things. I'm thinking of 3,333 things. I'm thinking of 3,333 things. Phương pháp thứ ba mình muốn nói ở đây chính là một phương pháp rất nổi tiếng tên là shadowing. Nó giống như phương pháp số 2 nhưng mà nó áp dụng cho đoạn văn và nó áp dụng cho bài thơ hay là lồng tiếng phim. Đầu tiên là bạn lấy đoạn phim. Sau đó thì bạn sẽ phân tích, nghe kỹ và phân tích nhạc, chỗ nào lên, xuống, chỗ nào phát âm nó rõ ràng. Tiếp theo là bạn luyện nghe và bạn ghi âm giọng bạn lại. Sau đó bạn tìm cái lỗi sai của mình, rồi lại ghi âm giọng mình lại đến khi mình hài lòng. Một khi bạn đã hài lòng rồi, bạn lấy cái đoạn ghi âm của mình gửi cho người nước ngoài và hỏi họ là chấm mình theo 3 thang. Một là an obvious accent, có nghĩa là nó có accent một cách rõ ràng của người Việt không? Nghe có biết phải là người Việt không? Thứ hai là a slight accent, tức là giọng, cái accent nó chỉ nhẹ nhẹ thôi, cũng biết là người Việt nhưng mà nghe có thể chút chút thôi. Hoặc là no accent, tức là nghe không biết người Việt luôn. Wow, nói tiếng Anh rất là hay. Thì hãy luyện tập cho đến khi nào người native speaker đó, người bản xứ đó chấm bạn là không có accent. Nó sẽ hơi khó một chút và nó có mất thời gian, nhưng mình chắc chắn kết quả bạn đạt được là bạn sẽ rất là hài lòng. Practice makes perfect thì là đúng, nhưng mà mình nghĩ là perfect practice makes perfect nó sẽ đúng hơn. Như vậy tóm lại thì mình nói về câu chuyện mình đã chia sẻ việc là người nước ngoài đã đối xử với mình hoàn toàn khác khi mình present bằng tiếng Anh, mình nói chuyện bằng tiếng Anh một cách rất là lưu loát. Và sau đó mình đã giới thiệu cho bạn 3 phương pháp. Thứ nhất là hãy học thuộc IPA, hãy rất rành vào IPA cũng như là vị trí môi răng lưỡi miệng khi mình đọc IPA. Thứ hai là mình luyện tập từng câu, một câu thôi nhưng mà nó rất là hay và nó rất là đúng. Sau đó mình sẽ áp dụng là bằng shadowing, tức là áp dụng cũng phương pháp số 2 đó nhưng cho cả đoạn văn dài hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình rất thích câu nói của Amy Purdy: If your life were a book and you were the author, how would you want your story to go? That's a question that changed my life forever. Mình dịch tạm ra có nghĩa là nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách và bạn là tác giả, bạn muốn câu chuyện trong cuốn sách đó được diễn ra như thế nào? Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Do đó hãy học và đầu tư tiếng Anh ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết tập ngày hôm nay và hãy đón chờ những tập tiếp theo được lên sóng vào thứ năm hàng tuần.
Các bạn hãy theo dõi thêm trên fanpage YouTube cũng như là các trang mạng xã hội khác của Phát Âm Hay để cập nhật thêm nhiều bài học cũng như những nội dung cực kỳ thú vị và bổ ích khác. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích cho bạn, hãy để lại bình luận và nhớ rating cho kênh nhé. Perfect practice makes perfect. Hãy kiên trì luyện tập phát âm. Một ngày không xa, khi bạn cất giọng lên, người khác sẽ nhìn bạn với con mắt đầy ngưỡng mộ. Hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo. See you in the next episode.